Smart Home với công nghệ hiện đại từ châu Âu bảo vệ dưới mọi điều kiện thời tiết. Chống thấm vượt trội. Chống bám bụi linh hoạt. Chống nóng hiệu quả. Mảng sơn nano liên kết dẻo dai, chống nứt và bong chóc. Đăng ký ngay để trở thành đại lý, nhà phân phối để nhận được nhiều ưu đãi. Xây nhà Smart Home, chọn sơn Smart Home. Xin kính chào quý vị trở lại với kênh YouTube của Smart Home. Tôi là Nhật An. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một mẫu nhà mới do Smart Home trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Đó chính là mẫu nhà của chú Thử ở Ân Thi, Hưng Yên. Và trước khi chúng ta tham quan căn nhà của chú Thử thì Nhật An cũng xin phép nói qua về kênh YouTube của Smart Home cũng như nhà đẹp Smart Home trước. Đây là hai kênh YouTube chính của chúng tôi và chúng tôi sẽ đăng tải liên tục những mẫu nhà mới nhất cũng như là những công trình mà Nhật An cũng như là các MC khác của Smart Home. Chúng tôi sẽ đi khảo sát những công trình đang trong quá trình thi công hoặc là công trình đã bàn giao rồi, đã hoàn thiện rồi để quý vị có cái nhìn trực quan hơn để xem là một ngôi nhà do Smart Home trực tiếp thiết kế và thi công thì sau khi hoàn thiện nó sẽ như thế nào. Ngoài ra chúng tôi có những video liên quan đến những chủ đề như là sơn Smart Home nè, hoặc là những kết cấu ở trong nhà như là móng băng nè, hoặc là đặc biệt là liên quan đến phong thủy nữa rất là nhiều. Nhiều quý vị đã comment bên dưới thắc mắc những câu hỏi về phong thủy thì vẫn có thể là cứ để lại những comment đó ha. Thì một ngày nào đó thì công ty của chúng tôi sẽ tổng hợp lại tất cả những câu hỏi liên quan đến mặt phong thủy nè, liên quan đến nhà ở và sẽ làm những video để giải đáp tất cả những thắc mắc đó cho quý vị. Và nếu như quý vị yêu thích Smart Home và muốn theo dõi chúng tôi trên nhiều nền tảng khác thì có thể ghé vào kênh Facebook là Smart Home, công ty kiến trúc và xây dựng Smart Home này, nhà đẹp Smart Home này, hay là TikTok nhà đẹp Smart Home với hơn 70.000 lượt đăng ký. Đặc biệt website chính thức của chúng tôi là thiết kế thi công trọn gói .com. Trang web này thì bên cạnh những mẫu nhà chúng tôi còn có thước lộ ban online để quý vị có thể tra cứu kích thước thông thủy trong ngôi nhà của mình để xem là ngôi nhà chúng ta được thiết kế có đúng với những cung tốt hay không. An sẽ nói một chút xíu về chương trình khuyến mại, đó chính là hiện tại chúng ta đang chạy chương trình như là hoàn trả 100% phí thiết kế khi thi công trọn gói và giảm 10% phí thiết kế khi ký kết hợp đồng online. Và với rất là nhiều khuyến mại hấp dẫn như vậy thì quý vị đừng ngần ngại liên hệ ngay với những số hotline của Smart Home để được nhân viên chúng tôi tư vấn trong thời gian sớm nhất. Trở lại với ngôi nhà mà Nhật An muốn review quý vị ngày hôm nay, đó chính là mẫu nhà của chú Thử ở Ân Thi, Hưng Yên. Thì đây sẽ là một trong những mẫu nhà em luôn nói là best seller của Smart Home ha, với một thiết kế rất là quen thuộc, hai tầng mái Nhật phong cách hiện đại. Thì bây giờ với căn nhà này thì An sẽ phân tích một chút xíu là về từng phần của căn nhà ha, để mà chúng ta xem là mẫu nhà này vì sao lại được yêu thích đến như vậy. Đầu tiên thì một vấn đề mà lúc nào gia chủ phải quan tâm khi mà chúng ta bắt tay vào thiết kế căn nhà, đó chính là về màu sắc. Thì căn nhà này sẽ chọn những tông màu như sau. Đầu tiên đó chính là gam màu lạnh và cụ thể hơn chính là gam màu xanh dương, gam màu xanh sẽ được bao trùm hết căn nhà. Từ phía bên trên là phần mái ngói Fuji, phần mái Nhật nè thì cũng có màu xanh dương đậm. Ở phần tường sơn thì sơn màu xanh và nó ngã nghiêng một chút xíu. Thì cái màu xanh này nó sẽ nhạt hơn trên phần mái ha, nó là một cái điểm nhấn rất tuyệt vời cho căn nhà. Ngoài ra thì gam màu tiếp theo cũng bao trùm không chỉ căn nhà chú Thử đâu mà gần như là tất cả những gam màu, tất cả những ngôi nhà của Smart Home đều sẽ xử lý gam màu này, đó chính là gam màu trắng. Thì quý vị sẽ thấy là ở dọc ở bên trên hay bên dưới căn nhà thì gam màu trắng đều xuất hiện hết. Đặc biệt nhất đó chính là có một số khu vực thì không chỉ là sơn màu trắng đơn thuần mà chúng tôi còn xử lý ở đây chính là sẽ ốp gạch dạ đá để nó có thêm cái màu trắng nhưng mà nó có vân mây một chút xíu để tạo điểm nhấn cho căn nhà. Và có một số khu vực của căn nhà chúng ta sẽ chạy những cái đường kẻ chỉ để thêm phần lung linh hơn. Và những đường kẻ chỉ của những ngôi nhà hiện đại như nhà chú Thử ở đây nó sẽ khác biệt so với những đường kẻ chỉ của nhà tân cổ điển ha. Bởi vì đường kẻ chỉ của nhà hiện đại nó sẽ thường được thiết kế âm nè, và nó sẽ cách xa với nhau hơn là so với nhà tân cổ. Nhà tân cổ thì những đường kẻ chỉ nó thường dày đặc và nó đặt gần với nhau, chưa kể nó sẽ liên kết với một hoa văn trang trí rất là cầu kỳ. Đó là về màu sắc chung của căn nhà của chú Thử. Và ngoài ra thì sẽ có một số khu vực tuy là nhỏ thôi nhưng mà sẽ tạo điểm nhấn cho căn nhà chú Thử, đó chính là gam màu ghi. Gam màu ghi này chúng tôi xử lý ví dụ là ở khu vực bồn hoa này, với loại gạch màu ghi ha, một chút xíu sẽ nói về loại gạch này, hay là dưới chân trụ của cột nè,
hay là cái phần một cái phần cột cũng gắn liền với cái phần giàn hoa ở phần ban công thì cũng có xuất hiện màu ghi luôn. Và đặc biệt thì cái màu ghi nhạt hơn thì chúng tôi sẽ ốp cho ở phần chân tường của căn nhà này, đó chính là chúng tôi sẽ ốp gạch dạ đá và có màu ghi nhạt. Và khi mà chúng ta ốp gạch như thế này thì bên cạnh việc nó trang trí thêm cho ngôi nhà của mình đẹp hơn thì nó cũng giúp bảo vệ phần tường sơn, giúp cho căn nhà của chúng ta thời hạn sử dụng cũng được lâu hơn, không cần phải sửa chữa trong thời gian sớm. Thì đó là ưu điểm của cái loại gạch này. Và em vừa trình bày về tổng quan về màu sắc của căn nhà. Thì như em đã nói ha, màu sắc cũng là một yếu tố quyết định cho cảm giác của chúng ta có thích một căn nhà hay không. Ngôi nhà đó có phải là một ngôi nhà mà gia chủ sẽ thật sự muốn ở hay không, nó cũng liên quan màu sắc rất là nhiều. Bởi vì nhiều gia chủ, ví dụ đi, họ quan tâm về mặt phong thủy thì màu sắc là tuyệt đối phải để ý. Bởi vì ví dụ nếu mà chúng ta quan tâm phong thủy thì chúng ta sẽ biết ngay nhà màu xanh như nhà chú Thử ở đây thì rất hợp với những gia chủ mệnh thủy. Hoặc là ví dụ là mệnh mộc thì cũng hợp với những màu xanh này, bởi vì thủy sinh mộc. Còn ví dụ nếu mà chúng ta là một gia chủ chúng ta mệnh thổ chẳng hạn là màu đất, thì chúng ta sẽ rất hợp với những gia chủ, những cái căn nhà nào sơn có màu nâu đất hoặc là màu vàng. Đó chính là một số chia sẻ liên quan đến màu sắc và phong thủy. Tiếp theo thì em sẽ bàn về vật liệu của căn nhà. Như em đã chia sẻ rất là nhiều lần, đó chính là nhà tân cổ và nhà hiện đại. Thì nhà tân cổ nó sẽ cầu kỳ phức tạp về mặt chi tiết, nhưng nhà hiện đại đa phần đều sẽ cầu kỳ hơn về mặt vật liệu. Bởi vì nhà hiện đại cơ bản thì cái hình khối của nó cũng đơn giản hơn rồi, những cái hoa văn trang trí nó cũng không có. Vậy thì nếu như chúng ta cũng không có xử lý vật liệu nữa thì căn nhà sẽ cực kỳ nhàm chán và đơn điệu, đúng không nào? Cho nên là kiến trúc sư họ gọi là mất cái này họ sẽ bù vào lại cái khác. Nhà tân cổ đã có quá nhiều chi tiết trang trí rồi thì sẽ giảm bớt vật liệu xuống. Thì ngược lại, nhà hiện đại không có chi tiết trang trí thì phải tăng những cái vật liệu lên. Ở đây với nhà chú Thử thì chúng tôi sẽ xử lý như sau. Đầu tiên ở bên trên mái thì như em nói ngay từ đầu, chúng tôi sẽ lợp ngói Fuji có màu xanh dương đậm. Bên dưới tiếp theo thì chúng tôi sẽ sơn kết hợp hai gam màu là màu xanh và gam màu trắng. Và những phần bồn hoa này, chân trụ của những chiếc cột hiên hoặc là cái phần một cột của cái phần giàn hoa thì như em nói chúng tôi xử lý loại gạch. Và đây là loại gạch rất quen thuộc, chính là gạch Anax Hall có màu ghi đậm. Và gạch Anax Hall được xử lý ở đây không phải ngẫu nhiên mà nó được lựa chọn cho rất nhiều những mẫu nhà của Mark Home. Em đã từng đọc comment bên dưới là tại sao Mark Home lại cứ lựa chọn gạch Anax Hall mà không lựa chọn những loại gạch khác. Nhật An cũng xin giải đáp luôn. Đương nhiên thì nó phải có những ưu điểm thì chúng tôi mới lựa chọn. Đầu tiên là ưu điểm của nó chính là gạch Anax Hall thì có nhiệt độ nung lên đến 1200 độ C, cho nên độ bền cứng thì nó rất đảm bảo ha. Chúng ta đặt ở những khu vực ngoài trời thế này, ví dụ bồn hoa, ví dụ là ngay sảnh chính đi, thì mưa gió thế nào đó nó cũng sẽ tạt đến. Thì nếu như chúng ta lựa chọn cái loại gạch rẻ tiền hơn mà nó lại không đảm bảo chất lượng thì sau thời gian quý vị thấy nó bị bong tróc ra ngay. Cho nên gạch Anax Hall thì cái độ cứng rất là cao, độ bền cao, cho nên đó lý do mà nó sẽ được ưu tiên lựa chọn. Ngoài ra nó còn xử lý công nghệ ánh kim Sintra Luster, công nghệ Nhật Bản, cho nên là quý vị sẽ thấy là màu sắc gạch Anax Hall sẽ rất là trường tồn với thời gian. Ở đây là màu ghi thôi, nhưng mà có những ngôi nhà sẽ ốp gạch Anax Hall có thể là màu vàng nhạt, có thể là những gam màu khác nữa, thì em chắc chắn quý vị thì sau thời gian dài sử dụng nó vẫn đảm bảo được độ đẹp. Và một chi tiết nhỏ nhỏ nữa em sẽ nói qua trước khi mà em dắt quý vị chúng ta tiến bên trong căn nhà, đó chính là nếu chúng ta nhìn từ góc độ từ bên trên nhìn xuống, quý vị sẽ thấy ngay trên mái chúng tôi sẽ chừa một khoảng nè để chúng tôi sẽ đặt một cái thái dương nan và một cái bồn nước ở đây. Thì em sẽ nói một chút xíu về bồn nước đi. Thì như quý vị thấy, nhà chú Thử sẽ xử lý đó chính là bồn nước đứng. Bồn nước thì chúng ta sẽ có hai loại ha, một bên là bồn nước đứng, một bên bồn nước nằm. Thì mỗi loại nó có ưu nhược điểm khác nhau. Ví dụ bồn nước đứng như nhà chú Thử sẽ có ưu điểm rất lớn trong việc là nó tạo nên áp lực nước, cho nên là nước sẽ chảy xuống dưới nó mạnh hơn. Quý vị tưởng tượng đi, khi mà chúng ta dốc một cái chai nước mà chúng ta giúp đứng lên chúng ta rót ra thì nó cũng nhanh hơn là chúng ta để nằm, đúng không? Cho nên là tương tự bồn nước cũng vậy. Cái áp lực nước nó sẽ mạnh hơn và nước sẽ chảy xuống dưới nó mạnh hơn. Tuy nhiên nó cũng có một cái nhược điểm nhỏ, đó chính là nếu bồn nước đứng á, thì có cảm giác gì đó nó sẽ hơi bị chênh vênh hơn so với bồn nước nằm. Cho nên bồn nước đứng nó chỉ phù hợp cho những căn nhà công trình mà thấp tầng. Ví dụ là với nhà chú Thử ở đây chỉ có 2 tầng mà thôi, thì chúng ta xử lý bồn nước đứng là rất là phù hợp. Nhưng ví dụ nếu căn nhà rất là cao tầng
3-4-5 tầng gì đó thì chắc chắn không thể nào xử lý bồn nước đứng được, hoặc có xử lý thì cũng phải đặt ở bên trong, không có thể nào đặt bên ngoài mái được. Đó là những một số điều mà Nhật Em muốn chia sẻ về ngoại thất của căn nhà của chú Thư. Bây giờ thì Nhật Em sẽ dẫn tất cả quý vị chúng ta tiến bên trong bằng cách sẽ đọc qua những hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, hồ sơ kết cấu cũng như là hồ sơ điện nước của nhà chú Thư nhé. Đầu tiên với hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công thì đây là công trình nhà ở gia đình. Chủ đầu tư là chú Lê Văn Thử, địa điểm là Mão Xuyên, Nguyễn Trãi, Ân Thi, Hưng Yên. Bên dưới người thực hiện là Trịnh Văn Dương, kiểm duyệt Trịnh Văn Dương, người phê duyệt là Lê Duy Tuấn. Với một lục bản vẽ kiến trúc thì ngôi nhà của chú Thử ở đây sẽ có tổng cộng là 37 trang. Và mỗi trang nó sẽ đều biểu thị cho một cái nội dung khác nhau, ví dụ là mặt bằng bố trí nội thất, mặt bằng xây dựng mái, mặt đứng, mặt cắt, chi tiết vệ sinh, chi tiết dàn treo hoa, vân vân. Cho nên là quý vị có thể dựa vào đây mà chúng ta tra cứu thì chúng ta sẽ dễ dàng đọc hơn về cái bản vẽ của ngôi nhà của mình. Bây giờ anh sẽ xem đến mặt bằng định vị công trình. Với bản định vị công trình thì chúng ta sẽ thấy được là ngôi nhà của chú Thử so với tổng quan khu đất nè. Quý vị thấy ngôi nhà sẽ nằm rất là gọn một bên ha. Và ngoài căn nhà chính của chúng ta đang xây dựng thì khu đất này sẽ có một khoảng sân vườn nè, cũng như là bếp và công trình phụ. Thì nhìn vào đây ta cũng hiểu rõ tức là sao? Tức là bếp của căn nhà sẽ không được xây dựng chung với những khoản khác mà sẽ được xây dựng riêng ở bên ngoài. Thì đây cũng là một cái lựa chọn của rất là nhiều gia chủ quý vị ha. Cho nên là thường á, những cái vùng tỉnh á, khi mà chúng ta có cái diện tích đất rộng á, thì nhiều gia đình sẽ lựa chọn phương án này. Bởi vì bếp nếu mà chúng ta đặt ở trong nhà thì đương nhiên đây là ưu điểm ha, nhưng mà có nhiều gia đình họ sẽ nghĩ là nó bị bám mùi khó chịu. Cho nên là thay vì vậy họ tách biệt bếp ra khu vực riêng luôn để tiện lợi hơn cho việc nấu nướng. Thì em thấy là cũng cái này tùy thuộc vào sở thích của từng gia đình mà thôi, không có đúng không có sai ha. Và tùy theo nhu cầu cũng như thực trạng như vậy thì kiến trúc sư của Mắc Hôn sẽ thiết kế mẫu nhà phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. Bây giờ chúng ta sẽ đọc đến mặt bằng bố trí nội thất của căn nhà của chú Thử. Đây sẽ là căn nhà 2 tầng nên sẽ có hai cái bản vẽ mặt bằng bố trí nội thất khác nhau. Đầu tiên em sẽ đọc về mặt bằng bố trí nội thất tầng 1. Thì về kích thước đi thì chiều dài căn nhà này là 10,82m, chiều rộng là 8,22m. Từ đó em tính được diện tích sử dụng của cả căn nhà là rơi vào tầm khoảng 170m2. Đây là diện tích chưa tính sảnh quý vị nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xét về mặt công năng của căn nhà này. Về công năng thì từ khu vực sảnh chính bước vào bắt gặp ngay khu vực phòng khách nè. Và sẽ có hai khu vực phòng ngủ của căn nhà, một khu vực phòng ăn. Phòng ăn tức là sao? Ví dụ là nếu như mà chúng ta có căn bếp nhưng mà chúng ta vẫn muốn sử dụng thêm, ví dụ là chúng ta có thể đãi tiệc bạn bè hay nào đó, chúng ta vẫn có thể đặt một chiếc bàn ở đây và chúng ta cứ việc mà chúng ta đem thức ăn từ cái căn bếp phụ đó mà chúng ta đi vào nhà sử dụng mà thôi. Thì cái điều này thì sẽ tùy theo sở thích của từng gia đình khác nhau. Ngoài ra thì tầng 1 này chúng ta sẽ bố trí thêm một cái nhà vệ sinh chung ở khu vực cuối của căn nhà. Và ngôi nhà chú Thử sẽ có hai lối tiếp cận ha. Một lối từ cửa chính vào phòng khách nè, và một lối từ phòng ăn đi ra mặt bên, và từ hướng này cũng đi ra căn bếp phụ, công trình phụ của căn nhà của chú Thử. Tiếp theo ta sẽ tiến lên tầng 2 của ngôi nhà này. Với tầng 2 thì bước lên cầu thang ta sẽ bắt gặp ở phía trước là khu vực phòng thờ kết hợp với phòng sinh hoạt chung, có cửa mở ra ban công nè. Rồi tầng 2 sẽ có một phòng học, có thêm hai phòng ngủ nữa, vậy thì căn nhà này tổng cộng là đến 4 phòng ngủ ha, và có một cái nhà vệ sinh chung ở khu vực cuối của tầng 2. Tiếp theo sẽ đọc đến mặt đứng của nhà chủ Thử. Em sẽ chọn là mặt đứng trục AC, đây là hướng nhìn từ mặt tiền căn nhà nhìn vào. Với mặt đứng trục AC thì từ cos 00 lên đến đỉnh mái là 9,6m, từ cos 00 sàn tầng 1 đến sàn tầng 2 là 3,6m, sàn tầng 2 đến sàn mái là 3,5m. Ngược lại từ cos 00 xuống ngược lại sân là 75cm, tương ứng với 5 bậc tam cấp thì mỗi bậc chia ra 75 chia 5, mỗi bậc sẽ là rơi vào tầm khoảng 15cm. Thì đây chính là cái thông số rất chuẩn theo kích thước của một cái bậc tam cấp theo bước chân của người Việt Nam của chúng ta. Tức là về chiều cao sẽ rơi vào tầm khoảng từ 15 đến 18cm mỗi bậc, còn về chiều rộng thì rơi vào tầm khoảng 25 đến 30. Thì cái điều này nó cũng tương ứng với những cái bậc cầu thang trong nhà của mình ha. Với cái chiều cao cũng như chiều rộng như thế này là rất đảm bảo tiêu chuẩn. Bên dưới thì chúng tôi sẽ có 6 cái ô hình chữ nhật sẽ tương ứng với vật liệu cũng như màu sắc tường sơn khác nhau.
Ví dụ là máy lợp ngói này từ ốp gạch dạ đá, ốp gạch Enax thường sơn màu MH3656D, thường sơn màu dạ đá màu sáng. Đó, chúng tôi đều có ký hiệu rõ ở đây, quý vị có thể tham khảo nhé. Bây giờ em sẽ đọc đến mặt cắt của căn nhà chú thử, em sẽ chọn là mặt cắt BB. Với mặt cắt BB thì chúng ta sẽ thấy được là những cái sàn mái nè, sàn tầng 1 chúng ta đều đổ sàn bê tông cốt thép, cho nên là nó sẽ ký hiệu là màu đen đậm nè. Ngoài ra thì chúng ta cũng có những cái hệ thống cửa ở bên trong căn nhà. Nhà chú thử là rất là nhiều cửa bên trong luôn quý vị. Ví dụ là có những cái cửa đi 2m7, có cửa đi có 2m2 nè, hay là những khu vực cầu thang nè. Ngoài ra ở phía ban công phía trước chúng ta sẽ thiết kế âm sàn một chút xíu để tránh hiện tượng nước sẽ tràn ngược bên trong nhà. Đây là một cái yêu cầu rất là cơ bản và thông thường ở khu vực ban công, nhà vệ sinh sẽ luôn luôn được thiết kế như thế này. Bây giờ sẽ đọc đến hồ sơ kết cấu của nhà chú thử. Thì dựa vào mặt bằng móng, chúng ta sẽ thấy được nhà chú thử sẽ xử lý đó chính là móng băng bê tông cốt thép kết hợp gia cố nền bằng cọc tre mật độ 25C/1m2. Cho nên là với một số căn nhà đó quý vị thì không đơn thuần là kiến trúc sư họ chỉ xử lý và máy là bằng móng băng hay là móng cọc, mà ví dụ như nhà chú thử ở đây vì có thể là vì một số yêu cầu đặc biệt của khu đất chẳng hạn, hoặc là chúng ta muốn có sự kiên cố hơn thì những đội ngũ kiến trúc sư của Mắc Hôn chúng tôi đã quyết định là kết hợp vừa có móng băng bê tông cốt thép mà lại kết hợp gia cố nền bằng cọc tre. Cho nên là tất cả những cái điều này sẽ đều được tính toán rất là kỹ lưỡng. Và quý vị yên tâm là trước khi mà chúng tôi bắt tay vào xây dựng thì kiến trúc sư họ đều tham khảo địa chất, xem là cái vùng đất của quý vị chúng ta định xây nhà đó thì loại đất là loại đất gì, có thể xử lý bằng các loại móng gì để có thể tư vấn cho quý vị một cách tốt nhất. Và trước khi kết thúc bài review ngày hôm nay, em sẽ đọc qua hồ sơ điện nước của nhà chú thử nhé. Với hồ sơ điện nước thì em sẽ chọn là mặt bằng bố trí ổ cắm internet của tầng 1. Và đúng với tên gọi của nó, chúng ta sẽ thấy được vị trí của những chiếc ổ cắm điện sẽ được chạy dọc khắp căn nhà. Ví dụ có những khu vực là H bằng 0.4m nè, H bằng 0.8m thì đó chính là chiều cao của cái ổ cắm điện so với sàn. H bằng 0.4m tức là cái ổ cắm đó được đặt cách sàn 0.4m. Liên quan đến cái hệ thống internet đi thì quý vị sẽ thấy chúng ta sẽ chạy những dòng cáp CU PVC 1x2.5mm trọng ống Gen D20 sẽ được chạy dọc theo khắp căn nhà luôn. Ngoài ra sẽ khu vực TV ngay phòng khách chúng ta sẽ có bộ phát wifi nè, để mang đến cái không gian sống thật là tiện nghi cho gia đình có thể sử dụng. Vậy là Nhật An vừa review quý vị về căn nhà của chú thử ở Hưng Yên, một căn nhà phải nói là rất là tiêu chuẩn của Mắc Hôn đúng không nào? Nếu quý vị chúng ta yêu thích mẫu nhà này mà muốn thiết kế tương tự, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Mắc Hôn qua những số hotline đang chạy trên màn hình hoặc comment ngay bên dưới video này. Đội ngũ nhân viên của Mắc Hôn sẽ liên hệ quý vị trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ Nhật An xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.